Xin chào tất cả các bác nhé. Thưa các bác, ngày hôm nay thì cháu đưa mẹ cháu về quê để chốt phương án xây nhà. Đấy thì trước khi mà thông báo các bác về phương án đấy thì cháu xin phép các bác cho cháu 2 phút để trình bày. Hiện tại kênh của cháu là được 99.468 người đăng ký rồi. Chỉ còn 500 nữa thôi. Đấy các bác nhanh tay bấm đăng ký để cháu lấy nút bạc. Để gọi là lấy vía may mắn đi công tác nước ngoài. Và đương nhiên hôm nay cũng có chương trình tặng quà cho các bác nhé. Đó là hôm nay là chương trình cực kỳ đặc biệt. Các bác mua 2 sản phẩm bất kỳ sẽ được tặng một sản phẩm cùng loại. Ví dụ các bác mua 2 hộp khớp thì được tặng 1 hộp khớp. Mua 2 hộp gan được tặng 1 hộp gan. Mua 2 hộp não tặng 1 hộp não. Chơi khô máu. Quyết tâm lấy nút bạc trước khi đi nước ngoài. Về tới chơi thấy có được Được. không? Thế nhưng mà đợt này như vậy là cũng hơi thâm hụt đấy. Nhờ các bác cố gắng ủng hộ cháu bằng cách nhấn nút đăng ký kênh nhé. Cháu thực sự rất mong muốn. Nó là một cái món quà tinh thần thôi. Đấy các bác gọi điện lên số hotline trên góc màn hình. Có thể là tham gia chương trình nhé. Mua 2 sản phẩm sẽ được tặng 1 sản phẩm cùng loại. Đây là chương trình gần như là từ Tết đến giờ mới mới làm lần thứ 2 ấy. Còn từ lúc cháu thành lập công ty đến giờ là chưa giờ làm cái chương trình nó lớn như thế. Và cố gắng là các bác đăng ký giúp cháu. Các bác dùng thuốc thấy tốt, hiệu quả thì có thể chia sẻ cho những bà con xung quanh giúp cháu nhé. Bây giờ thì mời các bác cùng tham quan ngôi nhà trước khi mà nó được xây dựng. Về mẫu thiết kế thì mẹ cháu cũng đã chốt sơ bộ rồi. Đi đi vào trong vườn trước nhỉ. Vườn này thì là cháu sẽ đánh hết cây ở đây. Những cái cây mà nó liên quan đến nhà là sẽ đánh. Ấy ui. Ôi trời ơi. Em chào Nó các chú các bác nhá. Ô. Ô, chú đánh nhanh nhé chú nhỉ. Em chào mấy anh Cái em này ở nha. trước là bờ ao ấy chú ạ. Nó đánh nhanh đúng không? Ai đây? Nhưng mà Hả? cái cành À đây này chú nó. nó có sợ Trời là ơi kiểu sao đánh là không nó nhận có bị ra héo chết đi không rồi. chú? Chú nó. Còn một Khỏe cái không cây chú bên ơi? dưới đã đắp mới Khỏe không bằng em? lên đâu. Vòng quanh ấy, xong là thì chặt cũng dễ nha, vòng quanh xong là buộc bó nó vào. Vâng. Giờ lại vùi vào Như, là bao giờ chị là bây giờ vào thôi. Vâng. Đấy thế thôi. Chú ấy, tức là bây giờ là cứ để rễ cọc lúc nào nhấc lên mới cắt nhỉ? À đấy đấy thế được. Cháu sợ nó chết. Cây này là bằng tuổi cháu đấy. Bác Bác Thìn. Thìn. Bác khỏe không bác ơi? Nhưng mà như thế thì các cái Em cành ra mấy này nó lần có em chả bị gặp héo đi bác gì cả. vẫn Không, nguyên tí nữa cần thiết nên mới sợ ấy trong bọn chú à. Lá Em về em đấy lại không gặp đắp bác. quanh ấy, ra vùi vừa ấy xong là đi ra đi vùi À lại vùi lại Dạ hả? vâng ạ, em Tức là nó vẫn sống bình thường. Tí Vâng, nữa vâng. mà còn Vâng, thời thế được gian em rồi. sang không người ông khác. Dù, Giờ lại này em quay làm lên nhà thì này mày em bị sẽ chết. về Cháu nhiều. quảng Thế là bác không cáo giả nhà chứ mình ạ? đánh cây giỏi nhất Việt Nam. Vâng. Lại là đi đào lại là được quay lên Facebook luôn Vâng. Nhà mình đánh cây. À đây cây bưởi là mình tỉa trước đấy chú nhỉ? À Đánh vâng. cây bưởi đây. Đây thì là cây bưởi này là bố cháu trồng năm À 2006. vâng. Đấy, đúng vậy. Vâng. Còn cây ổi này là cháu trồng năm 2017. Vâng, em hôm nào mà em lấy thì cứ có lấy cái gì thì vẫn dùng được em cho. Bác ạ. Vâng. Vâng. Thế này không sao mà Cháu đợt này về về làm để thỉnh thoảng về chơi với không không bác. không không sang được nhà bác tí nhỉ. Thôi mẹ đừng sang tường ấy. Ở đường này. Vâng. Đừng 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 sang tường nó đang yếu. Ở quê là xây thoải mái không? Vâng. Mẹ mẹ có ấy không? Có thuốc ở đây không? Có thuốc gì? Xịt khớp. Mẹ xịt gió. Thế tí. Bác có hay bị đau xương khớp không? Đang bị ôi thì mẹ 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 ra xe lấy con một chai. Thế thì xong tí là mẹ Tí cháu tặng bác một chai nhá. Cháu có cái thuốc nhạy phết đấy. À đây là cái rễ hay là cái cành mục đây ở chú nhỉ? Mục mục mục. À. Tưởng chứ. À chắc là cháu chặt đấy. Vừa mới bới lên nó hất ra. Vâng, chắc cháu chặt đấy. Cái đất nhà cháu thấy đẹp không chú? Đất này là ông Nam ông ấy toàn đi nhặt kiểu trấu với cả chở những đất kiểu như là bùn miếc về đấy. Vâng, đất là đẹp lắm. Chú cứ để cái tán cao cao tí chú nhé. Vâng.
Đấy, đây, cây bưởi này là trồng là để lấy cái mùi hương ấy. Thế bác thì nó cây bưởi ngon lắm. À cây này á? Cây này em đang ngắt là nó có ấy đâu. Nó cái cùi của nó dày với cả nó không có nước. Cháu trồng là bởi vì bố cháu trồng với cả làm cây này nó để cái mùa hoa bưởi nó thơm nhà thôi. Chứ còn bưởi bây giờ có những năm 1.000 một quả mua. Đắt thì cũng chỉ được chục nghìn đi. Bỏ độ tầm 200-300 cũng ăn cả bao. Đấy mà cháu sẽ để lại cây sấu này, cái xoài cây sấu. Hôm trước là định gọi là đánh hết cả gốc này ra, nhưng mà thiết kế thuê kiến trúc sư thì là họ bảo là thôi để ba cây này, bởi vì đánh đi thì nó cũng không được như cũ, cứ để nguyên. Đấy. Mình sẽ giật nhà lùi về góc kia để giữ lại ba cây này. Cây ổi thì là trồng hai cây một năm, hai cây cùng trồng cùng năm 2017. Cây này cũng trồng 2017. Cây sấu để trong nhà cho nó mát. Đánh này phải có gọi là nghề có ngón đấy. Mình không biết rồi. Vòng quanh nữa thì sáng vâng. Là phải dọn bao nhiêu gạch đây nữa này. Vâng. Phát hết nó ra xong vào đầu mới là phải đi dọn vòng quanh. Cây mít là chặt thôi chú nhỉ. Cây này à, anh giấy anh bảo là cây này chỉ sống được khoảng chục năm nó tự chết. Cây mít này, kiểu cây giống mít Thái này như thế. Phải không? Nói thế. À. Thế những cây bưởi mà chiết thế giờ nhà anh cũng rơi tầm cái cỡ độ 15-20 năm nay thì vẫn chẳng bị sao. Cây bưởi á? Ừ, cây bưởi cũng bưởi mua bưởi chiết. À, không anh gì mà là sếp của anh gì nhỉ? Anh gì mà anh đi ở đấy, đấy anh Thành ấy, anh bảo là cây mít này là nó không sống được lâu đâu vì là nó yếu. Chắc là ra Hà Nội thì không cả chợ, không có chợ nó lốt to nhỉ. Cả thành phố Hà Nội không tìm đâu cái nó lốt to. Không thật là lốt đây này. Về nhà mình mà ra Hà Nội mà quấn nhỉ. Em mua 10.000 được. Nó lốt nhà cháu to nhất thì như này. Gần bằng cái mặt mình luôn. Quá to luôn thế này, quảng cáo để chị hôm nay hái ra Hà Nội bán. Đây. Bán làm gì? Muốn mang ra nhỉ? Vâng. Nhưng mà tới là chỗ này là phải cuốc hết rồi. Xây đến ấy mà. Xây bỏ cái gian cũ đi. Thực ra cháu xây. À cây ổi này, đây mẹ ơi. Cái cây ổi ấy có đánh ra không? Thôi á. Cái cây này là đây thì đang mở. Cây này cách từ 1 mét đấy. Có đánh không? Một mét là nếu mà bỏ thì bỏ thế thanh thì bỏ là đánh cây trước cửa. À cây kia ờ, cây trước cửa kia à. Còn không biết đánh cái nào, cái đấy là ở nhà bọn anh chị. Được rồi, để cháu thống nhất lại với mẹ cháu xem có thêm cây nào không. À, vì là không còn đất để trồng á. Không còn đất để trồng, đánh thì không có trồng ở đâu. Cây táo với cây bưởi này thì mình trồng dọc theo cái góc bên này. Dọc theo cái góc bên này. Cây mít này khả năng là cây mít này khả năng phải bỏ ấy. Em ạ. Đúng không? Cây mít này. Vì là xây nhà là mình sẽ xây đến sát đây cơ mà. Cháu xây khoảng độ 100 mét vuông. Thì là đến chỗ này nhưng mà vẫn phải bỏ cái nhà góc. Cái nhà tầng này còn bỏ sau. Cũng tính để lại nhưng mà mẹ cháu bảo để nó hơi bị chối. Nhà nó hơi tự nhiên lại có một cái nhà cũ mọc lên giữa nó chối. Còn cây táo này anh sẽ cắm vào đây này. Vũ thấy được không? Đây này, em thấy táo cắm vào cái chỗ góc tường này được không? Ừ, cây táo kia nhánh ở đây này. Ừ, còn cây ổi thì à, cây bưởi thì mình xây nhà xong mình để trồng gần nhà đấy, để sát góc này cho nó có mùi hương đấy, có mùi hương bưởi cho nó mát đấy. Thế còn các cái cây mít này chẳng lẽ đánh cây mít này thôi bỏ đi không biết có vướng vào nhà cho em có nên bỏ cây mít này.
Cô lên bỏ cái này. Anh phải xem lại xem là cái diện tích sử dụng đất ấy. Nếu nó phù hợp thì để chẳng tội gì vì cây mít này là... Ừ, cũng bát mà nhỉ. Thế cây này là coi như là mình vắt chéo ở đây thì cây đấy uốn ra kia, chứ không cần đánh đâu, cây này không cần đánh đâu, cây để nguyên, đánh hai cây thôi. Coi như cây hoa ngoài này để nguyên đấy, không cần đánh nữa. Để tính xong. Mẹ ơi, cái cổng mẹ ra con nhờ tí. Đây để cho cái mic vào đây. Đây mẹ đi ra đây. Tức là cái cổng nhá, cổng là mình để tránh cổng đâm vào nhà nhá. Thì mình sẽ mở từ cái đoạn bếp này ra đây này. Cái đường đi là đường đâm vào cái sườn này. Đấy, ý mẹ thế đấy. Thế thì các cây cây này con vẫn giữ được nguyên mà, đúng không? Cây đấy nó đấy cũ rồi, không. Nhưng mà nó chặt có, đi mình lấy nó không ảnh hưởng đến được. Cổng. Không. Bởi vì mình đi đường này cơ mà. Đấy thì mình đi sát từ cái nhà này đi xuyên vào đây. Cái nhà mình gác bên này, còn nếu mà để cổng ra đây nó đâm vào nhà luôn. Không, để mở đấy, thế này này, ý mẹ lấy này, đúng rồi, ý mẹ mở sát đến cái sát bên này. Đấy, sát thì mình đấy. Thì lấy cả cái nhà này làm cổng. Đấy, đúng rồi. Thế thì cái chỗ này, cây này thì nó không vướng vào cổng. Ừ. Thì là mình để được đây, cây mít này nhá. Thì mình đi xéo như này, con làm vát cánh gà xéo này, đúng không? Thì nguyên chỗ này là không động vào rồi. Đấy. Thực ra là để, nhiều khi mẹ cháu bảo là để nó trướng, nhưng mà nói chung là cũng nên... Không, cứ làm xong rồi xong rồi tính nó tính sau, đúng đấy, quy hoạch vào mà cái gì mà phải tân ra là tân, cái gì để được thì để. Con thì con ưu tiên để hết. Đấy, cây này chắc chắn là phải bỏ này các bác này, vì này giữ đường rồi. Cây đấy là phải bỏ rồi, mấy cây này nó cũng nhạy rồi, cây này nhạy hết rồi. Nhạy bên trong gốc rồi. Không tiếc rồi, cây này bỏ hết. Bỏ, cây xưa này thì... Cây đấy cũng bỏ. Chả trồng cây khác vào đấy, nhưng mà để cây xưa này bóng mát lắm đấy. Đúng rồi, đây mát lắm. Ừ, cho nên là cũng phải suy nghĩ nếu lại mà đi. Bóng mát thì đẹp. Thật, tuyệt để trồng được cây như này không dễ đâu. Mẹ bây giờ mẹ trồng cây xấu thì nó không... Nhưng mà lại vướng đường đi. Vướng đâu? Ô tô ván đây, cái này né ở đây luôn. Ô tô đâm, đây là cái này cách tường có mấy chục phân, đến đây là mình ngoạch ở đây luôn rồi. Nhưng mà để lâu năm thì nó có ảnh hưởng đến... Chả ảnh hưởng gì à? Nhưng mẹ mà cháu... mình không để cho tán to ra nữa. Tán mình chỉ phạt bên ngoài, còn bên trong mình để lại cho nó mát sân. Đúng rồi, để cho nó xô về một hướng thôi. Mẹ cháu thì bảo là đi xem, bảo các ông thầy bảo không nên để cây to, cây trong to nhà, trong nhà cây cổ thụ thường thường là có hay có vong, có vong, nên là thực sự cho các bác như vậy, nhưng không biết là có đúng hay sai. Con thì cũng có tìm hiểu mà cũng biết thì thực sự là vong thì cái đấy mình không nói, nhưng mà cây to trong nhà nếu mà được thì rất là mát đấy. Người ta muốn trồng không được. Nhà anh Hùng ở chỗ Vinhome ấy, mua cái cây xoài 70 triệu, gốc cũng chỉ bằng nửa cây này, bằng nửa cây xưa này. Nhưng mà cây này là mà cũng chỉ trồng trong nhà để lấy mát thôi. Nhưng mà trồng ấy thì mẹ nghĩ là trồng cây vải, cây nhãn hoặc cây gì đấy nó thấp thấp để cho nó không bao giờ mình cho tán cao. Cao nên là mình chỉ cho một cái tán ở cái mức độ thôi. Thấp thì là nó tốn diện tích. Bởi vì nó xòe ra đây, còn cao thì nó chỉ mất một cái chân thôi. Ví dụ bây giờ cây xưa mẹ hạ tán xuống nhá, nó xòe ra đây là làm sao mà trồng được? Tức là cây này nó phải cao lên. Vì sao mà bố ngày xưa bố cứ để cao ngất là vì thế đấy. Nó mất diện tích ở dưới mặt đất ấy. Nó phải cao hẳn lên để nó che chân nhá. Nhưng ở dưới chân thì chỉ mất một cọc thôi. Đấy, mình mất một cọc như này còn lên cao tít. Nhưng mà tán to quá ấy, thì mà về mùa bão ấy, nó có ảnh hưởng. Ở Bắc Giang mình thì thực sự là chưa thấy cái cơn mưa nào mà gãy được cành cây nào hết. Bởi vì mình có cái vòng cung nham biển 99 ngọn núi nó chắn hết gió rồi. Đấy, còn ở bên Hải Dương thổi sang thì là bên núi Chí Linh. Nói chung là nhà mình mẹ ở đây bao nhiêu năm rồi, có bao giờ mưa mà thổi được hắt được cái cây gãy cành đâu, đúng không? Bởi vì mình là có các cái vòng cung nó chắn hết gió rồi, nó không đến. Còn cái bão khủng khiếp nữa. Cây to quá sợ là bão táp thì nó gãy cành, nó ảnh hưởng gì đấy thế thôi. Gãy cành thì là nhà tít ở góc kia. Mình lại cũng phải... Còn đây là sân rồi. Mà cũng phải cho nồng độ cao nhất định thôi. Được rồi, con sẽ... Nhưng mà như thế này là đẹp, bởi vì là nó... Nó bỏ ra thì là... Nó không chạm đầu. Mẹ hiểu? Con không hiểu về cây, nhưng mà nó không chạm đầu là được. Bây giờ mẹ đi vào cây nó cứ chọc vào mắt thì... Đấy, cái không... cây kia là cao quá rồi. Cây xấu kia là để là tốt đấy. Được. Để hết đó. Con hỏi hết rồi. Cây đấy càng để càng tốt. Đấy, những cái cây nhưng mà cũng phải tỉa những cái cành không cho tán cao lên nữa.
cái đấy có sẽ có cách kia ở dưới. Bây giờ nó có cái cẩu nên này, xong có mấy cưa nó cưa không ngang cho nó tán. Cách hết. Tán cao cao, tán trên cao rộng ra thôi. Cao cao cái mức độ kia thôi, còn lên nữa là cắt, lên nữa là cắt, không cho lên nữa. Thì nó cứ mỗi năm hoặc 2 năm cắt một lần. Đúng ra là theo như là ở Hà Nội người ta cả còn để lên cao. Người ta chỉ cắt tán xòe thôi, người ta để tán cao. Những cái cây ở gần nhà mình đấy, nó toàn cắt cắt mẹ cái cắt cao để cho nó xòe ở cái một cái như thế là đang xòe đấy. Đấy. Cái đấy điều chỉnh được mà. Ừ, cái đấy điều chỉnh được. Đấy, thế thì bây giờ các bác xem nhé. Đây là trước mặt nhà cháu, đây sẽ nhà cháu sẽ hướng ở trước mặt. Thì những cái cây này là sẽ sát tường rồi sẽ giữ lại hết này. Bỏ đi nó sẽ rất là lóng nhà. Đấy, các cây sát tường. Thôi. Xem lại quả biết cái nứt tung. Ôi giời, chắc là được ăn rồi. Chín rồi, chín rồi. Cái quả này là chín rồi. Chắc là lần này ăn biết ngon. Ừ. Đây, quả này là chín rồi đấy. Ôi giời. Thế này cũng phải cắt thôi, không cắt là nó sẽ hỏng. Ừ. Chín rồi. Thế này, chín rồi. Ôi, hai quả. Đấy, các bác xem biết ngon không? Ui. Cái này ấy quá, Vũ cũng ăn không? Quả này nữa. Có tí nó bổ cho mấy mẹ con chưa ăn. Chín ăn được chưa cái này chỉ để mấy nữa nó lại nứt thôi, chưa chín thì chắc là nhiều kiểu nhiều ấy quá đúng không? Mẹ xem có đánh cây nào để con bảo đội thợ nữa không, cái chỗ này là chưa đánh, đánh thì bao giờ phải hoàn thiện nhà không, xong mới đánh. Ở trong vườn cơ, ở trong vườn đây này mẹ xem có cây nào đánh đi để con bảo đội các anh thợ không, trong đấy cũng không, cũng hẳn cứ để trong phạm vi nhà đã, xong rồi còn không thể để cho bây giờ cái cây kia mẹ con bảo nhá, để móng nhà mà cách khoảng độ 3 mét. Không cây nào. Cây to này. Thì là cách được hết mà. Cách mấy mét? 3 mét. Nếu mà khoảng 3 mét thì thoải mái. Chứ nếu mà cứ hơn 1 mét mà vào móng không, nhà. Không, con giật nhà về góc này còn chỗ đấy để hở rồi còn ngồi uống nước nó thoáng bởi sát đường. Ừ. Thì là các cây này giữ lại hết. Ừ. Chỉ có bây giờ con hỏi mẹ con đánh cây gì, cây bưởi này thì thôi lại không, bởi cái đấy không đánh mà cái mít này không đánh. Chặt đi đúng không? Chặt. Cây táo thì nó lại kỷ niệm quá nhiều lắm. Cây táo này 30 năm bằng tuổi mình rồi. Vâng, cây đấy bằng tuổi cháu đấy. Mua của nhà anh Trúc đấy, chú nó ạ. Nhà ông Trúc, đợt đấy là ông vứt đi. Xong nhà mua mấy trăm hả? Mua, bây giờ mua đấy. Nhưng mà ý là ông ấy đào ao xong ông bỏ ấy. Ừ, ông ấy bỏ cái gốc ấy. Thế xong lúc thì xuống thì hỏi xin. Cây xoài là lấy của nhà ông Hành em ông Bộ này. Cũng ông cũng vứt đi cái gốc này. Ông vứt xong rồi bố cháu cũng mua lại cái gốc này là trồng to tướng này. À. Ô thế nhưng mà em này là tên là ở đâu nhỉ? Chứ không. À. Ừ, đúng rồi, chú làm cẩn thận cháu chết là thôi đấy. Chết là mất. Chết là toi đấy. Ừ, nó uống gốc là thôi. Không nhận hậu chú nơi, chú giỏi đấy. Có được hai vợ chồng mà chỉ ở nhà làm ruộng thôi mà nuôi ba đứa con học, bốn đứa con học đại học thế xong rồi lại cứ dân làng có gì chú có đấy. Ai? Chú nơi này này. À. Cháu ít gặp chú lắm, không biết là chú ở chỗ nào nhỉ? Chú ngoài miễu ấy, con không biết chú. Cứ nói chung là cứ dân chú làng có gì chú có họ hàng gì mấy chú điều không? Anh em ấy. À? À nhìn giống đúng không nhỉ? Chú này là em trai chú Điều. À em ruột à? Em ruột ấy. À nhìn giống thật. Chú giỏi lắm, hai vợ chồng giỏi lắm. Không khả năng mình cho quá giỏi thế là quá nhỉ? Giỏi. Đây chị còn đi nước ngoài. Chị ở nhà thì mình mua thì mới là giỏi chứ đi nước ngoài thì nó không giỏi. Không biết nên đánh cây nào. Hai cái cây ổi này thì đánh cây nào dễ hả chú ơi? Đây cây này với cây kia. Cái cây bên này á. Ừ, thế cháu nó nói chuyện về đánh cây tưởng ai thì ra thành về nhà chú nơ. Ừ. Chị em nhà mình cả. Thôi thế đánh cây này cũng được. Vâng. Đấy cho cháu ba cây đấy. Tiện cầu luôn. Đánh ba cây này là hợp. Giờ mình gọi ông thầy xuống rồi đấy. Xem hướng hết này.
cháu gọi thêm thầy phong thủy cũng nhờ xem một thầy rồi, bây giờ xem thầy nữa, xem hai thầy có khác nhau không. Hai thầy khác nhau thì nguy hiểm phết. Cùng nhau thì còn an tâm, hai ông mỗi ông nó một kiểu là nguy hiểm đấy. Chắc là ở chợ cũng không có lá nốt to như thế này bán đâu nhỉ. Không ai ta để to như thế này người ta bán, người ta đưa bé tại muốn đã hái rồi. Vâng chú ạ, cháu đang ở Tư Mại rồi ạ. Dạ vâng ạ. Thế hai chú ăn cứ cháu hái gửi cho chú vị trí nhà cháu qua Zalo nhé. Vâng vâng. Này thế con cầm đấy nhỉ. Vâng, đây. Mẹ hái nhiều. Thế hái cho qua thôi chứ còn mẹ để tủ lạnh nó cũng không ngon đâu, nó héo hết. Nếu cái này để tủ đá ăn mấy năm cũng được. Tủ đá thì nó lại cứng hết lá vào. Ừ nhưng mà không ấy, để hái cho nhà cái bác hay ăn chứ. À. Mẹ đi thì cho ăn, ai ăn thì cho ít thôi. Đấy, đánh 3 cây, một cây ổi, một cây bưởi, một cây táo. Đấy. Có bưởi, ổi, táo. Đây là đẹp. Đánh 3 cây. Cây này là bỏ rồi. Chính là cây này đẹp hơn đấy nhỉ? Vũ nhỉ? Em nhìn xem cây ổi này với cây kia, cây nào đẹp không? Anh muốn chơi cây cảnh hay là cây ăn quả anh? Ăn quả thôi. Ăn quả thì anh chọn cái cây nào nó phù hợp với diện tích đất là được. Cây này cũng đẹp. Diện tích đất hẹp quá thì mình chọn cây nhỏ thôi. Ừ. Diện tích to thì chọn cây nó to thì. Cây này chính ra lại đẹp nhưng mà cây này là chú kia mà trèo lên cưa là sập ngói. Thôi kệ, chú đánh 3 cây thì. Thẳng thẳng kia trèo nó sướng. Cây nào mà cao thì nó sẽ tiết kiệm hơn đúng không? Vâng. Thế lấy cây cao đi. Cây cao có khi thì ngon hơn. Cây này thì nó lại quả nó lại ngon hơn này Vũ này. Vâng. Đấy em xem quả dày chít đi. Vâng. Đấy. Nhưng ổi nó có lét. Ngứa lắm. Thôi bỏ, đánh hai cây rồi. Đánh một cây ấy. Mẹ ơi, con lên ấy cái ổi, cây ổi nó lại có lét nhỉ. Bọn trẻ con về chơi nó dính một người cái là hơi mệt đấy nhỉ. Đúng không? Có nên đánh cây ổi không nhỉ? Mình suy nghĩ xem. Đánh đây giật ra đường đây. Vũ ơi, theo em là có nên giữ cây ổi không? Em thì em nghĩ là nếu mà có diện tích thì là mình sẽ giữ lại vâng, giữ lại một số cây để mình chơi. Anh không chơi cây cảnh đúng không? Anh không, anh chỉ trồng cây lấy bóng mát thôi. Có thể là mình giữ lại để làm kỷ niệm. Được nhỉ? Vâng, cũng được. Một cây cũng được. Thế giữ một cây, bánh ba cây được. Chốt thế đi. Cứ lấy cây cao đi nhỉ. Để hỏi ông kia xem nào. Không xem cây ổi nào đẹp hơn mình giữ một cây, bỏ một cây được. Lấy vợ có hai con rồi.
Chú ơi, hai cái cây ổi này thì cây nào nó khỏe hơn chú nhỉ? Cây bên này á? Thế thì thôi đánh cây này vậy. Thôi thế giữ cây này đi. Thế tí chú triển khai cho cháu thêm cây ổi nhá. Ba cây. À, mình xây là mình sẽ phải tốn tiền móng đấy, bởi vì trước toàn bộ khu vườn này là cái ao hết, tức là phải tốn tiền móng đấy. Móng cái móng ngày xưa đào thùng vôi là cũng phải tầm 3 mét nhỉ, à cái ao ấy 3 mét ao đấy. Tức là mình đào cọc là mình cứ múc đến đất vàng đúng không? À. Nhà thổ bây giờ cũng đóng cọc cho chắc đúng không? Vâng. Vâng. Đấy, quánh 3 cây các bác. Chốt. À, vừa rồi là cháu ghi lại những cái hình ảnh của ngôi nhà. Để ghi lại để... Thực sự các bác là phải bỏ cái khu vườn, bỏ một phần ngôi nhà đi thì cũng rất là tiếc. Nhưng mà cháu cũng chia sẻ các bác là bố cháu năm nay thì cũng nhiều tuổi, 66 rồi. Mà tâm nguyện của bố là muốn xây nhà, nhưng mà do là trước là không có điều kiện. Đấy, bố cháu có tiết kiệm được 200 triệu trong suốt mười mấy năm chạy xe ôm ấy, tiết kiệm được 200 triệu. Muốn xây nhà nhưng mà... các bác cũng 200 triệu không xây được. Thì cũng may mắn là các cụ thương cho, phù hộ cho cháu làm ăn được một chút. Thì bây giờ thì cháu đã dành cái phần may mắn đấy để thực hiện cái tâm nguyện của bố, để cho bố vui, vui khỏe, sống lâu. Đấy, và cái đợt tới này cháu cũng thông báo các bác là cháu có mua một cái xe cấp cứu để cho nhân viên và cả bản thân cháu chạy khi rảnh. Tức là khi sắp xếp được công việc cháu cũng sẽ chạy để giúp đỡ bà con nghèo. Thì thứ nhất là muốn giúp đỡ bà con, thứ hai là mình muốn gọi là cầu. Thực sự là cháu cũng có một cái mong muốn ở trong đấy. Mong muốn là mình giúp được một người thì bố mẹ sống lâu được thêm một tuổi. Đấy, thì mong muốn sao mà bố mẹ mãi mãi khỏe mạnh, sống lâu để làm cái chỗ dựa tinh thần cho con, cho cháu phấn đấu sau này. Cháu xin phép các bác trong rừng video tại đây. Thì các bác nhớ là ngày hôm nay thì sẽ chạy chương trình mua 2 sản phẩm, sẽ được tặng một sản phẩm cùng loại. Chương trình cũng khá là lớn, với mong muốn là các bác mà yêu mến sẽ ủng hộ và đăng ký. Còn 500 người nữa thôi là cháu được rút vạc rồi, để có thể đi nước ngoài nó may mắn thuận lợi. Cảm ơn các bác rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Cháu mang mấy chai xịt khớp tặng cho bác hàng xóm với cả anh ấy. Tầm hết 60 triệu, 80 triệu. Một cái móng cho cô. Xong rồi cô đập hở nó ra. Đập hở cái độ 70-80 phân cái đầu cặp cái cô đổ. Bác Thìn ơi! Bác Thìn ơi, đây, cháu tặng chú với anh mỗi người một chai xịt xoa bóp. Em mà mỏi tay á, xịt vào không được. Đau tay đau chân mà đau nhức mỏi xương khớp, xịt vào. Nhạy lắm ấy. Nhạy lắm. Vâng. Bác Thìn ơi, chắc bác đi chơi rồi. Giờ đa số nó tham gia thế. Tức là mình ép cọc cái gì? Ép cọc đấy. Ép cọc chứ không bới đất. Bới làm gì? Đâm thẳng cọc xuống luôn rồi. Không bới đất. Hôm qua lấy máy múc, nó múc cho qua mẹ hỏi thì cái thợ đấy nó cũng bảo thiết kế nó cũng bảo là đóng cọc chứ không bới đất. Nhưng mà mẹ thì cũng chưa biết nữa. Không đóng cọc. Thế nhà mình làm cao hơn đường bê tông có khi phải mua thêm đất về. À đúng rồi. Đúng không? Mua thêm đồ phải mua thêm đất về em ạ.
cát lên trên, được cát cho nên là sau này nó không bị thợ thợ đấy cũng làm đẹp hết nhỉ, nó không bị ấy, nó không bị ửa ấy. Đổ cát về á? Cát nó cát, cát cát mình đổ khoảng độ. Thế thì con nghĩ là cái phần đất trên cái mặt này này mình múc mình đổ ra kia, bởi vì đất này mình trồng cây. Xong xong đổ cát vào đây xây nhà. Chứ còn đất đang đẹp này đổ. Đất đấy rồi xong rồi. Đấy còn phải ấy nhiều, cái mà dọn xong rồi còn phải san xếp phải với. Tôi nghĩ là mình lấy cái đất mặt này mình chuyển ra kia chú nhỉ. Kiểu cái đất tốt đấy. Sau này mua đi đất đấy xong rồi mua cát đổ đẻo về đổ móng. Không, ý là cái mình mà tôn lên thì bỏ cái đất này ra chỗ mà mình trồng cây kia kìa. Tôn lên. Xong là chỗ này đổ cát vào xây nhà, bởi vì xây nhà là không trồng ấy nữa mà, đúng không? Thì phí mất cái chỗ đất đẹp. Đất này ông Nam toàn đi kéo từng bao một về, toàn kéo. Kéo khắp làng, cái nhà nào mà vất trấu ông kéo về. Chú cho cây bưởi tán cao cao lên chú nhé. Vâng. Vâng. Cây này là có bị sâu sao chú nhỉ? Có bị một vài con chỗ. Đây. Không, cây nào mà nhạy thì chú cắt sâu không được. Không nhạy. Có nhạy mà. Nhưng mà cây cái con nhạy này chữa kiểu gì chú nhỉ? Nhạy chữa khó. Cho sâu vào. Bơm vào gì? Mình lấy cái mũi đầu mũi kéo ấy. Vâng. Xong là gãy lỗ ra, thế xong là mình chứ sâu cái ấy gì đấy. Chết luôn. Vào là xong nó bắt đầu là nó đùn lên là nó vẫn ngấm cái thuốc sâu là nó chết. Vâng. Hay lên thổ thế mà không học bọn à? Dạ. Hay lên quay lên live stream lên thổ thế mà không. À cháu lên đấy cháu chỉ làm từ thiện thôi, cháu có biết đâu. Cái cành gai này đốt đi. Cành gai này đốt làm sao được? Đốt cháy hết. Cháy nhưng mà nó cháy những cây khác này. Không thì ông sao anh cứ thỉnh thoảng xem đâu. À thế à? Ông già ở nhà bảo là xem toàn xem em quay live stream ấy. À. Thế em cảm ơn ông đã góp cho em một đăng ký. Ông già toàn xem trên TV thỉnh thoảng vào là bắt đầu là đã thấy đang xem rồi, bảo là con nhà Nam. Đúng rồi. Ông già bảo là chết. Thế mà là ông lơ của nó đang nãy chứ lã gì. Mẹ trên quay biết rồi. Mẹ cầm đây, đây bác đây. À đây bác, bác Thiên ơi. Cái bóng người, à không phải, cái áo gió thổi. Đây mẹ cầm tí của bác mẹ đưa nhá. Con vào trong nhà cái. Ở trong nhà.